chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp với nhà hàng khách sạn Hòa Bình thành phố Long Xuyên thực hiện. Kính thưa quý vị, trong những kỳ trước thì các đầu bếp của nhà hàng khách sạn Hòa Bình đã hướng dẫn cho quý vị thực hiện những món ăn làm từ nguyên liệu là hạt sen. Và ngày hôm nay thì cũng là hạt sen, nhưng mà các đầu bếp của nhà hàng khách sạn Hòa Bình sẽ hướng dẫn cho quý vị thực hiện một món ăn rất là mát và cũng rất là bổ dưỡng. Đó chính là món chè bạch quả hạt sen. Thế Huy xin chào quý vị khán giả xem là chương trình An Giang và xin chào Kim Tú. Thì đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện món chè bạch quả hạt sen. Dạ anh Huy ơi, thường thì những lần trước thì anh Huy cũng đã giới thiệu đến cho quý vị khán giả thực hiện những cái món ăn làm từ nguyên liệu là sen. Nhưng mà ngày hôm nay thì lạ hơn một chút là một món chè. Thì không biết là với cái món chè bạch quả hạt sen này thì những cái nguyên liệu chính nó gồm những cái nguyên liệu nào? Thì đến với món chè bạch quả hạt sen thì nguyên liệu chính đây là hạt sen tươi, dạ, và bạch quả, đường vàng, sữa tươi và nước cốt dừa, và quan trọng là nước tiết tạo cho cái độ giòn cho món chè chúng ta được giòn thanh ngọt hơn. Dạ, hạt bạch quả. Vậy thì với cái loại hạt bạch quả này thì mình có thể mua ở đâu hả anh Huy? Hạt bạch quả thì trong siêu thị đều có bán ở chợ, giống nó hạt nó hình trọng giọt mưa như thế này và màu trắng. Giờ khi mua về thì chúng ta sẽ sơ chế chúng là bằng cách là đập, dùng dao chúng ta đập ra cho hạt bể nứt ra để nó tách ra lấy phần hạt bên trong. Mình có phải luộc gì không anh, hay là mình chỉ cần đập ra thôi? Chúng ta sẽ, sau khi đã tách hạt thì chúng ta sẽ luộc cái phần vỏ mỏng này. Vỏ mỏng này có cái vị hơi chát, phải bỏ. Và cái cũng giống như hạt sen thì nó cũng có cái tim sen, tim bên trong của cái hạt bạch quả. Dạ. Thì lấy cái tim này ra, cái tim này sẽ làm đắng cái món chè của chúng ta nhé. Lấy cái tim. Thường thì sen á thì Kim Tú biết rất là rõ, nhưng mà cái hạt bạch quả này á có ăn thử rồi nhưng mà chưa hề biết là khi mà mới mua về nó như thế này. Trước tiên để làm món chè này chúng ta sẽ đun cái phần nước sôi này nhé. Ta cho khoảng 2 chén nước. Trong khi chờ nước sôi thì chúng ta sẽ làm cái phần nước tiết này. Chúng ta ngâm qua nước ấm để cho phần nước tiết được chín và sạch hơn. Phần nước tiết ta sẽ giả nhỏ như thế này. Ta giặt cho đến khi mà tới cái phần vàng đó chúng ta cũng nguyên lại, tại vì phần vàng nó cũng làm cho chát, cho đắng, nhẵn đắng cái phần chè. Nước chúng ta cũng đã sôi nha. Chúng ta sẽ cho đường vàng vào. Tại sao với cái món này mình lại sử dụng đường vàng hả Huy? Đối với các món chè chúng ta sử dụng đường vàng thì nó sẽ có cái vị ngọt thanh hơn là cái đường cát của chúng ta. Đường cát chúng ta thì ngọt hơi gắt, gắt cổ. Đối với khoảng 2 chén nước thì chúng ta dùng khoảng là 100g đường vàng. Bây giờ là mọi người ăn rất là hạn chế những cái thức ăn ngọt đúng không anh? Và khi mà nấu chè mình sử dụng đường vàng này á thì chắc chắn thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe phải không anh? Ở phần hạt sen và cái bạch quả thì chúng ta cũng đã luộc sơ qua cho nó được chín. Chúng ta cho trực tiếp vào trong cái nước đường này. Anh Huy, đối với hạt sen mà để mình nấu chè thì mình chọn như thế nào là giúp cho cái món chè của mình ngon nhất anh? Thường thì người ta dùng cái hạt sen tươi như thế này, chúng ta luộc ăn thì có cái vị nó bùi. Vậy là khi mà mình mua hạt sen tươi ở ngoài chợ thì mình sẽ lựa những cái loại hạt nó già một tí thôi mà. Vâng. Còn hạt bạch quả này thì ăn thì có cái vị dẻo nha, dẻo thơm. Kết hợp hai cái, một cái mùi, một cái dẻo thơm.
để cho món chè của ta không bị gắt quá thì chúng ta cũng sẽ dùng một tí muối. Muối thôi. Để làm dịu lại cái ngọt. Chúng ta đợi khoảng 10 phút để hạt sen và bạch quả được thấm ngấm đường thấm vào trong. Được 10 phút thì cái hạt các cái bạch quả cũng được thấm ngấm đường ha. Nó sẽ trong hơn, trong lúc chúng ta luộc chín ban nãy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái phần sữa tươi vào. Mình cho sữa tươi trực tiếp vào trong nồi luôn hả anh? Vâng, cho trực tiếp. Chúng ta sẽ cho khoảng 100ml sữa tươi vào. Và 100ml nước cốt dừa. Chúng ta pha hai cái phần sữa tươi và nước cốt dừa. Cái phần sữa tươi chúng ta thì nó sẽ thơm, có mùi thơm của sữa. Dạ. Còn nước cốt dừa thì có cái độ béo. Chúng ta pha lỏng phần sữa tươi thì nó sẽ có cái độ béo, nó cũng vừa phải, nó không có gắt quá. Chúng ta sẽ đợi sôi trở lại rồi tắt bếp. Phần chè của chúng ta cũng đã được sôi trở lại nha. Giờ mình sẽ cho một ống vani vào để tạo cái hương thơm nó được thơm. Sau khi cho vani, chúng ta cũng tắt bếp luôn. Cái món chè của mình đó anh Huy thấy rất là hấp dẫn mà rất là tốt cho sức khỏe nữa. Tuy nhiên thì cái cách chế biến thì nó cũng không quá cầu kỳ anh ha. Và chắc chắn là cũng không có mất quá nhiều thời gian. Ta sẽ cho phần nấm tiết vào. Béo đúng không anh? Bây giờ thì ta sẽ cho cái phần bạch quả và hạt sen lên trên nhé. Thường thì cái loại chè này mình có dùng chung với đá không anh ơi? Vâng, món chè này chúng ta sẽ dùng chung với đá thì nó sẽ kết hợp lại cái vị thanh ngọt mát lành rất là ngon. Dạ. Anh Huy đã giúp cho Kim Tú cũng như là quý vị khán giả biết cách thực hiện một cái món chè rất là tốt cho sức khỏe và cũng giúp cho thanh nhiệt cơ thể nữa. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, như quý vị thấy đây, trên tay Kim Tú là một bài chén chè bạch quả hạt sen rất là thơm và mùi vị thì thực sự rất là cuốn hút đó thưa quý vị. Với những bước thực hiện rất là đơn giản thôi, không mất quá nhiều thời gian của quý vị, thì chúng ta đã có thêm một cái món tráng miệng rất là ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình mình và làm cho bữa cơm cuối tuần của cả gia đình cũng trở nên đầm ấm và hạnh phúc hơn nữa. Và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Kim Tú cùng với anh Thế Huy là đầu bếp của nhà khách sạn Hòa Bình xin được kính chào quý vị. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp nào cho chương trình, xin quý vị hãy vui lòng gửi về địa chỉ phòng văn nghệ giải trí đài phát thanh truyền hình An Giang, số 45/1 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, hoặc có thể gửi qua địa chỉ email món ngon cuối tuần atv@gmail.com. Còn bây giờ xin được kính chào quý vị.